Hoàng Thảo, quý anh chị đã quay lại với kênh YouTube của em là Tài đến từ Kia Mazda Bình Triệu, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại showroom bên em đang nằm ở số 153 quốc lộ 13, Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị một dòng xe crossover cỡ nhỏ của ngôi nhà Kia bên em, đó là chiếc Kia Sonet phiên bản trước mặt quý anh chị đây là phiên bản premium. Hiện tại đang được phân phối ở thị trường Việt Nam là 624 triệu đồng và lăn bánh ở Thành phố Hồ Chí Minh là 709 triệu ha quý anh chị ha. Chiếc xe trước mặt quý anh chị là chiếc xe phiên bản cao nhất. Hôm nay nó sẽ có cái gì về ngoại thất, nội thất cũng như phần động cơ của xe thì mời quý anh chị xem hết video này và theo chân em để cùng em xem ha. Đầu tiên thì sẽ đi về phần đầu xe. Xe Kia Sonet phiên bản premium được trang bị chúng ta là phần cụm đèn pha và đèn cốt là đèn full LED ha quý anh chị ha. Và chúng ta sẽ có một cái đèn chạy ban ngày. Đèn ban ngày là LED luôn quý anh chị. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có phần đèn sương mù là halogen projector cho chúng ta ánh sáng màu vàng phá sương rất là tốt ha quý anh chị. Ở phía trước đối với phiên bản premium thì chúng ta sẽ có cảm biến phía trước nè. Phần mũi hổ của Kia Sonet được làm phần mũi hổ to bản, dễ nhận diện thương hiệu nè, kèm theo đó là nhìn nó sang trọng hơn, được mạ chrome nữa nè quý anh chị ha. Rồi về phần thân xe. Về phần thân xe thì hiện tại Kia Sonet đang được trang bị mâm đúc hợp kim nhôm 16 inch. Mâm đúc hợp kim nhôm 16 inch ha quý anh chị ha. Và lớp ở xe Kia Sonet được trang bị là lớp Dunlop ha quý anh chị. Chiều dài cơ sở của xe hiện tại á là 2500 mm và khoảng sáng gầm xe là 205 mm không quý anh chị ha, cực kỳ sáng luôn, cực kỳ cao luôn đó. Khoảng sáng gầm xe là 205 mm, cao hơn cả đàn anh xe tốt của nó luôn. Rồi ở trên phần thân xe, đối với phiên bản cao thì chúng ta sẽ có gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện và đèn báo rẽ trên gương cho mình luôn. Và ở trên phần, ở dưới phần những cái kính á thì chúng ta sẽ có một cái viền mạc chrome chạy từ trụ A đến trụ C. Ở trên thì chúng ta còn được trang bị bagamui ở phía trên. Rồi về phần thân xe thì chúng ta còn được trang bị là tay nắm cửa mạ chrome nè, rồi chìa khóa thông minh mở cửa một chạm. Cái chìa khóa này cũng cực kỳ hay luôn, có thể đề máy từ xa cho mình luôn ha quý anh chị, đề máy từ xa nè, rồi rất là nhiều cái hay. Xíu nữa em sẽ làm thử cho anh chị thêm. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần đuôi xe ha quý anh chị. Đuôi xe thì đối với phiên bản premium thì xe được trang bị chúng ta là cụm đèn hậu full LED. LED đây, cụm đèn hậu LED nè quý anh chị. Rồi đèn xi nhan halogen nè, rồi cái chữ premium nè quý anh chị thấy không? Dạ, đèn phanh trên cao nè. Rồi cam lùi có sẵn trên xe cho mình. Cam lùi, cảm biến ở phía dưới. Đó, cam lùi, cảm biến ở phía dưới ha quý anh chị ha. Rồi, về phần cốp xe thì khi chúng ta mua xe thì chúng ta sẽ được tặng một cái miếng lót cốp ở phía sau nè quý anh chị. Miếng lót cốp nè. Rồi túi rồi ở phía dưới chúng ta còn có một cái bánh phụ, được bộ đồ nghề tiêu chuẩn, bánh phụ nè quý anh chị ha. Bánh phụ là bánh thép ha quý anh chị. Bộ đồ nghề tiêu chuẩn. Đó. Rồi. Đây, chúng ta còn có hai cái đèn để phản quang khi buổi tối ở đây nữa nè. Đó, rất là hay ha. Rồi. Về cái phần ghế sau của khoang hành khách á thì cái phần ghế này chúng ta có thể gập 64 được đó quý anh chị, gập xuống như thế này, gập 64 được bình thường đó, để chúng ta tăng cái diện tích để đồ, tăng diện tích để đồ ha quý anh chị ha. Đối với phiên bản rì á thì chúng ta sẽ có tùy chọn nội thất là hai tông màu, tùy chọn nội thất là hai tông màu là màu đen và màu be ha quý anh chị ha. Trước mặt quý anh chị đây là màu đen, đó màu đen và pha một xíu một chút xíu đỏ vào thì hai tùy theo anh chị lựa chọn thôi. Cái giá xe thì nó như nhau, màu xe thì giá nó cũng như nhau luôn, nó không có gì thay đổi hết á. Kể cả màu nè, kể cả màu nội thất nè thì nó vẫn là giá như nhau hết thôi quý anh chị ha. Ở phía sau thì chúng ta còn có thêm là cái phần phần điều hòa, điều hòa ở phía sau nè, cửa gió điều hòa phía sau ha. Rồi sạc ở phía sau nè, rồi một cái hộc để những cái đồ ở phía sau đó. Rồi khi mà quý anh chị mua xe thì chúng ta sẽ có thêm một cái miếng lót ở đây, lót chân ha, bằng cao su đó, nó sẽ nguyên bản cho mình như thế luôn. Và khi mua xe nha quý anh chị, đây không phải là phần quà tặng mà nó là kiểu như là tiêu chuẩn của nhà sản xuất bên em luôn á, là lót sàn nè, lót cốp nè, nửa bình xăng cho mình đi về nè, kèm theo đó là phim cách nhiệt Luma của Mỹ được dán sẵn trên xe cho mình luôn. Xíu nữa em sẽ lấy cái sổ bảo hành cho quý anh chị xem không quý anh chị ha. Rồi tiếp theo thì em mời quý anh chị, chưa hết,
ở phía sau ấy, bên chị nó còn có một cái những cái nhỏ thôi nhưng mà nó rất là hay, là nó sẽ có những cái chỗ mà để đồ cho mình, ở trên đây một cái nè, ở dưới đây một cái nè, bên đây nữa quý anh chị, da sờ cũng rất là thích ha quý anh chị không. Bệ tì tay ở đây đó, ngồi không gian ở phía trên nè đó, em 1m74 nha quý anh chị, em 1m74 đó, không gian ở phía trên rất là ok luôn đó. Rồi tiếp theo thì mời quý anh chị lên với phần phía bên trên, phần nội thất của xe đây. Em đóng cửa lại giùm anh với. Về phần nội thất phía bên trong xe thì xe nói chung là bản rì mà quý anh chị, xe em trang bị rất là nhiều đó. Ví dụ như em sẽ đi về phần vô lăng trước ha quý anh chị. Vô lăng thì được bọc da, vô lăng thì được bọc da nè, kèm theo đó ở trên đây nó sẽ có những cái nút như là đàm thoại rảnh tay, rồi nó sẽ có thêm một cái nó có thêm là cruise control nè quý anh chị ha. Rồi nó có thêm cho mình là chỉnh điện ở phía bên trong, chỉnh cái lồng gương ở phía bên trong nè, cửa gió điều hòa tự động cho mình đối với phiên bản cao, màn hình 10.25 inch, màn hình ABN ha quý anh chị, 10.25 inch. Đây em mở cho quý anh chị xem cái bảo hành của phim cách nhiệt mà em có nói với mình này đó, bảo hành phim cách nhiệt Luma 3 năm ha quý anh chị ha, và phim cách nhiệt đang được dán sẵn ha quý anh chị. Trang bị chúng ta là đề nổ start stop nè, có trên chìa khóa thì còn có là đề nổ từ xa cho mình nữa, rồi đèn auto nè quý anh chị đó, đèn auto ban đêm là nó tự bật lên nè đó, khi ban đêm là nó sẽ tự bật lên ha. Rồi chúng ta sẽ có 6 loa ở phía bên trong, 6 loa cảm biến trước sau. Còn về cái view này là chúng ta phải về N đó, thì mình mở được cái view, cái cam lùi ở phía sau nè quý anh chị, cam lùi ở phía sau. Xe thì được trang bị động cơ 1.5 và hộp số đang được sử dụng trên xe là hộp số EVT ha quý anh chị ha. Động cơ 1.5 thì chúng ta công suất cực đại là 113 mã lực và mô men xoắn cực đại là 144 newton trên mét ha quý anh chị. Đó. Ở phía trên thì cái phần ghế phía bên tài thì sẽ được trang bị là ghế điện chỉnh điện, còn phanh phụ thì vẫn là cơ ha quý anh chị. Về phần nội thất nó rất là bóng bẩy luôn, sờ rất là dễ chịu ha quý anh chị ha, và có những cái lỗ ở đây để chúng ta ngồi không có bị nóng lưng đó quý anh chị. Ở phía bên phần bên trên đây thì chúng ta còn được thêm một xíu da ở đây nè đó, bọc da ở trên cái chỗ phần tay nắm cửa này, ở phía bên trong này. Rồi xe được trang bị chúng ta là 6 túi khí ha quý anh chị. Rồi về phần phía trên thì còn được trang bị chúng ta là gương chiếu hậu và chống chói với phía ban đêm. Thì cái chống chói này khi mà có chiếc xe phía sau mà nó chiếu ánh sáng vào trong đây thì nó sẽ chuyển ánh sáng màu xanh vào mắt ta, không có bị chói á quý anh chị. Xe đối với phiên bản rì thì chúng ta còn được trang bị thêm một cái cửa sổ trời ở trên nè, cửa sổ trời ha quý anh chị ha. Đó đây cửa sổ trời của xe. Rồi bây giờ thì chúng ta đi ra phần phía động cơ, xem sơ về phần động cơ ha quý anh chị ha. Mời quý anh chị đi với em. Đây về phần động cơ đây quý anh chị. Động cơ bên em thì kết hợp chung Kia và cả Mazda luôn quý anh chị. Động cơ này thì là động cơ chung với lại Hyundai Creta của bên Hyundai đó quý anh chị. Hyundai và Kia là một tập đoàn chung không quý anh chị ha, cho quý anh chị chưa biết. Đây phần động cơ của xe, động cơ 1.5. Thì đối với xe thì còn có những cái tính năng an toàn của xe như là 6 túi khí, hệ thống hỗ trợ lực phanh nè, ABS nè, EBD nè, hệ thống cân bằng điện tử, hệ thống khởi hành ngang dốc nè, cảm biến trước sau, rồi vân vân. Đối với phiên bản này đó quý anh chị, nó còn được trang bị chúng ta là cảm biến xuất lốp nữa, tích hợp sẵn ở trong xe, ở trong bánh xe cho mình luôn, cảm biến xuất lốp ha quý anh chị ha. Đó. Rồi bây giờ thì em đây ở phía bên trên nè, nó còn trang bị một cái miếng lốp để chống ồn nè, đó chống ồn cái động cơ ha quý anh chị.
Động cơ này thì đi cũng cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Với những khách hàng em đã đi xe này rồi đó quý anh chị, thì khách hàng chia sẻ là đi cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu, đi trong thành phố cực kỳ khỏe luôn. Đối với cái hộp số EVT ha quý anh chị ha. Đó. Thì bây giờ em sẽ mở thử cái đèn ở phía bên trong nè. Mở sẵn cái đèn ở phía bên trong của mình là thành auto đi. Đó, rồi em đề máy thử cho quý anh chị xem ha. Đây. Đề máy thử. Đây đề máy từ xa. Cái chìa khóa xe lên đằng trước nè. Chìa khóa xe đây. Em bấm khóa lại nè. Đọc quay. Nếu có cái gì đó chưa đóng lại. Xong. Khi mà mình chưa có đóng cửa kính vào quý anh chị, thì mình, khi mình khóa thì nó sẽ không có gặp cái gương lại. Đó. Bây giờ em khóa xe lại nè. Đó, em khóa xe thêm một lần nữa rồi em giữ im cái nút hold. Rồi xe tự động đè lên luôn. Xe tự động đè lên cho mình ha quý anh chị ha. Đó. Xe đã nổ máy rồi ha. Và khi em bấm một cái nút hold này một lần nữa thì tự động tắt. Đó, nó tắt cái máy xe luôn. Thì cái này rất là lợi cho mình khi mà trời nắng vậy, đậu xe ở ngoài á, thì chúng ta sẽ đề máy trước để cái máy lạnh ở phía bên trong hoạt động. Và anh chị yên tâm nha, khi mình đề máy xe từ xa như thế thì cái xe ở phía như thế này nè không thể mở được nha. Ví dụ như mình đề máy đang nổ đó, nhưng mà khi mà người trộm đồ tới thì cũng không thể mở cái xe của mình ra được. Khi nào mình ra á, mình bấm một cái nút này, tại vì đây là cái chìa khóa thông minh đó, em lại đây. Khi mình ra thì mình bấm vào cái nút này nè thì nó mới mở xe ra. Đó, mở xe ra cho mình. Đó. Đó, cái nút thông minh một chạm này quý anh chị ha. Đây. Điện. Ghế điện. Dạ. Vô lăng gật gù, vô lăng mình có thể chỉnh đúng theo cái hướng của mình thích luôn quý anh chị. Đây. Vô lăng này. Lăng gật gù này. Rồi quý anh chị ha, đây đèn auto này, đèn phải auto, đây, auto, rear control ở đây, chị ha. Rồi, thì vừa rồi cũng đã đi sơ về phần ngoại thất, nội thất cũng như là cái giá xe hiện tại của Kia Sonet, phiên bản trước mặt quý anh chị là phiên bản premium. Đó, thì em nhắc lại về giá một lần nữa là hiện tại đang được bán giá niêm yết ở thị trường Việt Nam là 624 triệu, và lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh tạm tính là 709 triệu ha quý anh chị ha. Và nếu ở tỉnh thì nó sẽ có giá khác nữa quý anh chị. Nếu quý anh chị đang thắc mắc về giá nào, về quy trình trả góp nè ha, về những cái thủ tục mua xe, thì quý anh chị cứ liên hệ vào số hotline em đang đặt ở phía bên dưới. Và video của em đến đây cũng xin được phép kết thúc. Nếu quý anh chị thấy hay hãy cho em xin một like, một sub để kênh của em ngày càng phát triển hơn, và quay cho quý anh chị những cái video chất lượng hơn ha. Xin chào và hẹn gặp lại.